Thời gian gần đây, các hệ thống quản lý nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ở Việt Nam đã không ngừng được cải tiến và phát triển. Nhiều doanh nghiệp Việt đã áp dụng hệ thống quản lý này trong quá trình sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế, uy tín và định vị thương hiệu trên thị trường. ISO 9001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. Tại Việt Nam, tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 được đánh giá là có sự cải tiến vượt bậc, tập trung vào việc kiểm soát và quản lý hệ thống dựa trên yếu tố rủi ro, hướng đến sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp này để có được những sản phẩm chất lượng đủ sức cạnh tranh trên thị trường đã tiếp cận rất sớm các tiêu chuẩn ISO. Hiện tại, doanh nghiệp đang triển khai duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015. Năm 1999 quyết định triển khai cái tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý chất lượng. Và chúng tôi thấy rằng là trải qua cái thời gian rất là dài như vậy thì cái hệ thống này bây giờ nó gần như đã trở thành một cái máu của cán bộ nhân viên và họ luôn luôn tuân thủ theo cái yêu cầu đó. Là doanh nghiệp lớn với nhiều nhà máy, nhiều công đoạn sản xuất nên việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, ngăn ngừa những rủi ro trong quá trình hoạt động, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong từng công đoạn. Kết quả áp dụng tại một số nhà máy cho thấy chất lượng sản phẩm đạt 100% theo tiêu chuẩn, hiệu suất sử dụng thiết bị đạt trên 83%, tiến độ giao hàng đúng hẹn đạt 100%, đặc biệt thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng. Mỗi một cái máy, một cái thiết bị, chúng tôi đều có một cái phiếu kiểm soát quá trình. Trên cái phiếu kiểm soát quá trình đó, người công nhân đứng máy phải ghi rõ thông tin cụ thể, tất cả những thông số của máy, quá trình sản xuất như thế nào, sản phẩm đạt ra làm sao. Và mỗi một ngày, mỗi một ca làm việc như vậy, thì tất cả cái phiếu đó sẽ được một cái bộ phận xử lý và kiểm soát. Khi có một cái vấn đề không phù hợp xảy ra thì sẽ có những bộ phận liên quan họ xem xét và đưa ra cái giải pháp cho cái cụ thể cho cái từng trường hợp đó để giải quyết triệt để vấn đề. ISO 9001 là hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể sử dụng trong bất kỳ loại hình doanh nghiệp với đa dạng lĩnh vực ngành nghề. Đạt được chứng nhận này, các doanh nghiệp phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí khắt khe từ môi trường, cơ sở hạ tầng, vật chất, con người. Chứng nhận chỉ có hiệu lực trong 3 năm. Trong thời gian hiệu lực, doanh nghiệp vẫn phải trải qua các cuộc đánh giá giám sát. Đến năm 2021, tiêu chuẩn này vẫn dẫn đầu thế giới về hệ thống quản lý chất lượng được các doanh nghiệp áp dụng. Tại Việt Nam, chứng chỉ này được coi như giấy thông hành khẳng định các sản phẩm của doanh nghiệp đã đạt yêu cầu về chất lượng và thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng. Công tác quản trị như vậy thì nó toàn diện và thống nhất tất cả các diện, các mặt khác nhau. Nó không chỉ áp dụng đối với công ty rất lớn, những cái công ty quy mô lớn hoặc là những công ty cổ phần đại chúng hoặc những công ty niêm yết, mà nó cũng áp dụng đối với những doanh nghiệp rất nhỏ. Những doanh nghiệp nhỏ thì cũng cần phải có những cái chú trọng đến cái việc mà quản trị tất cả các lĩnh vực này như thế nào một cách đồng bộ. Trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là tiêu chuẩn bắt buộc đối với doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần nhanh chóng đưa tiêu chuẩn này vào áp dụng nếu muốn nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, cải thiện hình ảnh, thương hiệu, qua đó khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường trong nước và quốc tế, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng của nền kinh tế. TH Hân hạnh đồng hành cùng chương trình.